Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên án bị cáo Lê Anh Toàn, thường trú tại xã Tân Lâm, huyện Di Linh, 10 năm tù giam, đồng thời tiếp tục bồi thường cho người bị hại số tiền 130 triệu đồng vì tội giết người. Sáng 27 tháng 2, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Anh Toàn, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại xã Tân Lâm, huyện Di Linh vì tội giết người. Theo cáo trạng, ngày 27 tháng 6 năm 2016, sau khi uống rượu, Lê Anh Toàn, Trịnh Mạnh Tiến và Hồ Ngọc Lưu đã đến tiệm internet Tân Hương tại xã Tân Lâm, huyện Di Linh để chơi game. Tại đây, Toàn nhận ra Trần Văn Công, người đã xô xát với anh trai của Toàn khoảng 6 tháng trước. Khi Công đi ngang qua chỗ Toàn, Toàn dùng tay đấm vào lưng Công và dùng dao thái lan mang trong người đâm Công một nhát vào lưng hông, làm thủng dạ dày, thủng tụy, lách và thận trái, một nhát vào vai và một nhát vào đầu, gây tổn thương cơ thể 75%. Do được cấp cứu kịp thời nên Trần Văn Công không bị nguy hiểm về tính mạng. Tại phiên tòa, xét thấy hành vi của Lê Anh Toàn là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường pháp luật, gây mất trật tự trị an, có tính chất côn đồ, nhưng gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường và người bị hại cũng xin giảm án. Chính vì vậy, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên án bị cáo Lê Anh Toàn 10 năm tù giam, đồng thời tiếp tục bồi thường cho người bị hại số tiền 130 triệu đồng. Đặc biệt với lớp trẻ, qua công tác đấu tranh phòng chống, cho thấy hầu hết các thanh thiếu niên nghiện ma túy tổng hợp là do thiếu hiểu biết và nhận thức không đúng về tác hại của ma túy. Thực trạng này dẫn đến tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường.